Hello, xin chào các bạn. Giờ mình cũng đang ở với bò các bạn ơi. Trời thì hôm nay mưa rất là to các bạn, mưa to lắm. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. An lành bên gia đình nha các bạn. Trời này mưa rất to. Chân bò vất vả lắm các bạn ơi, mưa nắng gì mình cũng phải đi ra chân bò các bạn. Các bạn thấy không, đồ áo ướt hết rồi. Mình đã ăn xíu, mình cũng lùa chịu chung nốt các bạn. Trời mưa, có mưa luôn, mưa sáng giờ, hôm giờ luôn. Không xứng được các bạn ơi. Trời lục à.
Ủa mày nhớ bắp lứa không mẹ? Mày nhớ bắp lứa hả? Ôi lạnh quá lạnh này. Đúng hồ ấm trong lạnh quá lạnh. Ôi trời ơi, xuống nghe về trời ướt mình hả? Mùa quá mưa. Ôi đừng nên chi. Ôi lạnh quá lạnh. Nãy giờ mình trồng mơ mới về các bạn ơi. Bữa nay trời mưa xuống ngay các bạn. Mới gì đây. Giờ mà trời cũng còn mưa. Làm dùm đối con quá. Mình cơm các bạn. Thầm mời các bạn cơm nha. Không có gì hết các bạn ơi. Có thể mướp kia hái xèo xèo mướp lên các bạn. Thầm mời các bạn nha. Thầm cái chậu lửa ngầu ấm các bạn. À, mình mới ăn cơm xong các bạn. Trời giờ cũng còn đang mưa các bạn ơi. À, thôi thời lượng video mình cũng đã sắp hết các bạn. À, một lần nữa xin chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình. À, mình xin kết thúc video đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video sau.